rồi. Nếu mà em luyện thành khí công dưới nước á thì em sẽ nín thở lâu hơn nữa, và em sẽ không còn bị lạnh ở trong nước, và em cũng sẽ không còn bị mệt mỏi khi bơi ở cường độ cao giống như Tion vậy đó, bơi liên tục hoài không mệt, không còn mệt mỏi nha. Luyện yoga là để tăng sức dẻo dai chịu đựng, còn luyện khí công nó cũng mạnh hơn nữa. Rồi vuốt nước, rồi hít hơi vào đếm từ 1 tới 6, đó, hít hơi vào bằng mũi hay miệng cũng được không sao, nhưng mà phải đẩy hơi xuống bụng nha, đếm từ 1 tới 6, sau đó em nén hơi thở đó xuống dưới bụng dưới của mình, cũng đếm từ 1 tới 6, xong rồi em thở nhẹ ra bằng mũi cũng đếm từ 1 tới 6, xong rồi em dừng hơi thở lại cũng đếm từ 1 tới 6, rồi mới bắt đầu hít hơi thở vào đếm từ 1 tới 6 tiếp.